BB. BBT ơi, hai anh em ra ăn nào, có đói nào? Để lâu rồi nào, BBT, đi ra đây ăn nha. Nhà hai bạn kiểu nhỉ? À, vâng. Bi ơi, ai đấy mà còn theo đấy Bi? Bi? À, ai mà anh đi theo này? Con đang vào lên Bi à? Ừ. Anh vào nhà chơi. Bi ơi, đi thôi, anh vào nhà uống nước nha. Thế lúc nãy Vi nhận được ví của anh à Vi? Rồi Vi chờ em để trả lại hả?
Cảm ơn hai đứa nha. Cho nên mới lâu về hả? Đâu, khi nãy anh làm được cái ví hai đứa nó nhận được ví của anh, nó đợi anh. Thế à? Thế em lại không biết. Để em đã trách nhầm hai đứa mẹ. Nãy giờ hai đứa buồn mà anh ạ. Thôi được trách nữa. Chị xin lỗi Vi nhá, xin lỗi Vi nhá. Thôi cảm ơn hai đứa nha. Chị xin lỗi hai đứa nha, em nhầm hai đứa rồi. Anh em đợi em lấy nước úp nhá. Anh em làm ngoan gì đó? Hai bạn làm ngoan quá. Nãy giờ em trách nhầm hai đứa, hai đứa buồn sao ấy. Em gọi ra ăn cơm mãi mà hai đứa không chịu ra đây anh ạ. Chắc là bị buồn. Chúc mừng đã vào ăn cơm nhá. Chắc là bị buồn lắm. Ủa hai bạn này tên gì vậy? Anh lớn là BB, còn em nhỏ là BB anh ạ. Anh em yêu thương nhau lắm mà. Cũng ngoan nữa, biết giúp đỡ mọi người xung quanh lắm đấy. Chào bạn BB và BB nha. Các bạn ơi, ngon quá. Đây, BB ăn cái khác nha, ăn xoài nha. Đây, anh có mua sữa cho hai đứa này. Anh mua nhiều đồ cho đi kìa. Sữa cho hai đứa nha. Anh mua toàn đồ hai đứa thích ăn đấy. Thôi để hai bạn ăn cơm với anh ạ, rồi lát này em cho hai bạn uống sữa xong. Đến giờ cơm rồi. Để hai bạn đi ăn cơm nha, rồi đi tới uống sữa nha. Cầm đi đấy, cầm đi. Cầm đi. Đây, cái em đi nha. Đẹp quá. Em cứ cái này à? Thôi để lát thì cắt cho ăn. Rồi, đến giờ ăn cơm rồi nha. Hai bạn ăn cơm hoàn toàn quá. Thôi hai bạn đi ăn cơm nha, chắc anh về nha. Bye bye. Anh đi đường cẩn thận nhá. Về nhá, anh đi cẩn thận nhá. Ôi, anh em bảo ăn mà không đói mà. Ôi, BBT giỏi thế mà chỉ trách nhầm hai đứa à. Nào, hai anh em mời ăn nhá, không đói nữa. Đi xuống rồi đi, mời đi ăn nào. Đi ăn đi. Đi ăn à. Bây giờ chị nhớ nhầm Bi rồi, Bi buồn lắm hả Bi? Chị xin lỗi Bi nhá. Hả? À, chị chưa tìm hiểu kỹ nhưng chị đã trách nhầm Bi rồi. Chị xin lỗi hai anh em nhá. Bi không buồn nữa Bi nhá. Hả? Anh em ăn no đi rồi uống sữa nhá. Sữa với hoa quả đến cả em BBT thì mình mới biết mọi người ạ. Mình trách nhầm đi, lúc nãy mình có trách nhầm đi một xíu, chắc là đi buồn lắm. Đi. Hãy
ngày mà ăn ngon có người này ạ. Tức là lúc nãy ngồi đợi ở ngoài lâu nên là hai anh em mình đói một người. Bây giờ về ăn cho ngon miệng chưa ạ? Thấy Bi với Thi đang còn nhỏ nhưng mà rất nhiều chuyện với mọi người. Bây giờ anh Bi được 30 thì Thi đang còn bé nên là anh Bi được ba dạy dỗ rất tốt mọi người ạ. Rất nhiều chuyện là biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Bi ăn hết đi để chị lấy sữa cho hai anh em uống nhá. Ừ. Đây, đi. Rồi, để chị đi lấy sữa cho hai anh em uống thêm nha. Bi bỏ dĩa đây chị. Chơi nhá. Đi nha. Đi lại đây. Hết bình sữa đấy là no rồi đấy. No xong hai anh em đi ngủ nhá. Chị tự hào về Bi với Đi lắm đấy nha. Bi với Đi làm bao nhiêu được việc tốt rồi, giúp đỡ người khác rồi. Thế thì thế chị vui mà chị hạnh phúc lắm. Đi nha Bi. Bi ơi, ngồi à. Bi, đó là uống không hết được sữa, nó bụng rồi. Đi chơi một lát rồi vào ngủ nha, chiều lại đó thì lại cho uống sữa tiếp. Em Bi uống hết sữa rồi. À, em Bi đi vào phòng ngủ. Em Bi buồn ngủ rồi đó. Em Bi buồn ngủ chưa? Đi vào phòng anh Bi. Đi nào. Chị gọi đèn chị gọi đèn. Xong rồi chị. Hà đây ông chết sợ lại đói. Bi ơi. À, em Bi vào ngủ à? Ăn no rồi buồn ngủ đi ngủ hả? Thế hai anh em nằm ngủ nhá. Để chị còn dọn dẹp chị ăn cơm này. Đấy. Em Bi đây Bi. Hai anh em nằm ngủ nhá. Đấy mọi người ơi, Bi với Ti được cả gia đình mình nuôi từ nhỏ nên là Bi với Ti có tình cảm với con người luôn đấy mọi người ạ. Rất ngoan và lễ phép đấy. Bây giờ hai anh em nằm đây nhá. Ngày ngủ nghe chưa? Để chị xuống bếp chị ăn cơm với chị dọn dẹp xong rồi đó chị lên nhá. Ngon lắm. Nghe ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của gia đình mình nha. Nếu yêu thích Bibi và Titi, hãy like, subscribe kênh để lại ý kiến đóng góp ở dưới phần bình luận để cùng mình chăm sóc Bibi và Titi mỗi ngày nha mọi người. Bye bye mọi người.